Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, Dòng Ngôi Lời Việt Nam vừa sa thải một linh mục vì đi theo nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Những ngày qua xôn xao video cha mắc theo Nguyễn Khắc Hy lên tiếng mạnh mẽ về nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Nói về nhóm này thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như nhiều linh mục đã cảnh giác mọi người. Thế nhưng nhiều người vẫn mê muội đi theo nhóm này. Ngay cả linh mục nữ tu dù được đào tạo nhiều năm trong nhà dòng cũng vì nhóm này mà bất tuân đấng bản quyền, bị đuổi khỏi dòng và bỏ đi ơn gọi hiệp thông với giáo hội để đi theo nhóm này. Vừa qua, Dòng Ngôi Lời tỉnh Dòng Việt Nam đã ra thông báo khẩn cấp về việc sa thải một linh mục ra khỏi dòng vì đi theo nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Thông báo về việc sa thải linh mục Martino Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời. Kính gửi quý đức Hồng Y, quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ và quý ông bà anh chị em. Gần đây, Văn phòng tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam chúng con nhận được một số thắc mắc cũng như phản ảnh về hoạt động của linh mục Martino Mai Anh Tuấn với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc. Nay, chúng con xin chính thức thông báo và xác nhận một số điều về linh mục Martino Mai Anh Tuấn như sau. Linh mục Martino Mai Anh Tuấn được thụ huấn và thụ phong linh mục vào năm 2009 tại tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago, Mỹ. Năm 2009, nhận bài sai truyền giáo đến tỉnh Dòng Ngôi Lời xin, trực thuộc bề trên giám tỉnh, tỉnh Dòng Ngôi Lời xin. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, bề trên giám tỉnh, tỉnh Dòng Ngôi Lời xin ban hành vạ huyền chức đối với linh mục Martino Mai Anh Tuấn vì lý do ngoan cố bất tuân bề trên trong việc tiếp tục hoạt động với nhóm trừ quỷ Bảo Lộc khi không được bề trên cho phép. Ngày 2 tháng 7 năm 2021, sau khi hội ý với hội đồng cố vấn, bề trên tổng quyền Dòng Ngôi Lời chính thức ban hành sắc lệnh sa thải linh mục Martino Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Tòa Thánh chuẩn y việc sa thải linh mục Martino Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời. Do việc sa thải nêu trên đã thi hành hợp pháp, thế nên các lời khấn cũng như các quyền lợi và các nghĩa vụ phát sinh từ việc tuyên khấn đương nhiên chấm dứt. Đồng thời, linh mục Martino Mai Anh Tuấn không được thi hành chức thánh cho đến khi tìm được một giám mục đồng ý chấp thuận cho phép nhập tịch vào giáo phận của Ngài. Hiệp nhất trong Ngôi Lời đã ấn ký